Chào mọi người, mình đây, mình Lốt Nguyễn đây. Thì các bạn, đây là mình có cục đá san hô các bạn. Thì cái cục đá này mình cũng đục lâu lắm rồi. Rồi mình cũng để cho nó bám ghiêu các bạn. Thì nói chung là nó cũng mới bám thôi, chứ nó ghiêu nó cũng chưa có lên mạnh mấy ha. Thì ở dưới này mình để nước rồi các bạn, để nước á, để cho nó hút hút cái nước lên đây nè, để cho ghiêu nó sống các bạn. Thì cái này nó cũng ghiêu nó chưa được mọc lắm, nhiều lắm. Đây các bạn xem ha, đục treo leo ha. Rồi thì ok, hôm nay mình không chờ được nữa, nên mình quyết định mình trồng mấy cây sâm hương mini vô đây ha các bạn. Thì cái chủ yếu của mình á là mình sử dụng viên đá này để cho nó bám ghiêu, để tạo cái màu xanh thôi ha. Chứ còn mấy cây sâm hương thì mình chỉ trồng ít thôi, trồng hốc này hai một cây, với ở đây một cây ha, với ở trên kia một cây nữa thôi ha, trồng ba cây thôi. Thì chủ yếu là mình để cho nó bám ghiêu thôi bạn, chủ yếu là chơi ghiêu ha. Rồi ok, thì hôm nay mình bắt đầu trồng ha. Thì đây là các bạn, đây là sâm hương nè, mình cũng dâm cành nè bạn. Rồi dâm cành ha, mấy nhánh này là mình cắt từ cây cây lớn á, cái cây nó hơi bự tí, mình cắt dâm cành. Thì hôm nay nó ra rễ hết rồi nè, bạn thấy nè, ra rễ hết rồi. Mấy cái này chơi mini cũng được, cái này trồng trồng mini chơi cũng ok ha. Thì hôm nay mình sẽ trồng nó vô đây. Cái hốc này nè, hốc này thấy đẹp nè ha, mình sẽ trồng cái cây mini vô đây. Rồi mình xịt nước á, nước cho nó ướt viên đá á, rồi mình trồng. Thì cái viên đá này, cái độ bám ghiêu của nó cũng chưa có tới các bạn, nó cũng chưa có được đẹp ha. Cái nó ghiêu nó chưa có mọc cao lên, nó chỉ mới có chuyển sang màu xanh thôi. Thì sau này mà nó ghiêu nó mọc ok rồi thì nhìn nó cũng đã lắm á. Đây là cây này, là cây nó hơi bự chút ha, mình sẽ trồng ở đây. Đó, trồng vô đây. Thì cái đá san hô này các bạn, nó thấm nước không, nên các bạn không có sợ cây bị khô ha. Đá này nó hút nước lên các bạn, nước lên rất là tốt. Chung là đá này mình làm cũng chưa có được đẹp các bạn, chung là cũng mới tập chơi thôi, nên làm nó cũng còn sơ sài lắm, nó chưa có được đẹp ha, chưa có được hóc cạnh, chưa có được ấy lắm. Nhưng mà mình cũng cố gắng làm cho nó tự nhiên các bạn, cố gắng làm sao mà để cho nó tự nhiên nhất, chứ không có ấy mấy. Đắp ghiêu lên các bạn, giờ mình đắp ghiêu lên mình giữ ẩm ha, thì sau này ghiêu nó cũng sẽ bám vô đây để sống thôi các bạn. Đá san hô và ghiêu nó khoái lắm, tại nó thấm nước á, vừa đủ ẩm á, ghiêu nó mọc á, nên nó mọc tốt lắm. Ghiêu nó mọc tốt lên mấy cái đá san hô này các bạn. Đây, thì ở trước mắt mình trồng cây đó trước ha. Rồi qua đây
Đây mình cũng trồng đan cây ha. Đây thì không phải là đá bạn, đây là xi măng, mình cố tình mình làm cho nó có cái gờ đây nè, để cây rồi mình trồng. Rồi, thì mình đắp đất lên. Đất này đất thịt các bạn, đất này đất đất phù sa. Cái này mình trồng đây ha. Tại đất này nó có cái độ dẻo, cái độ kết dính á, nên mình đắp lên đây nó không sợ nó rớt. Nhà đất này cũng sạch, thích hợp cho chúng ta trồng cây mini hoặc trồng riêu cũng được. Ok. Thì mình đắp dài dài ra các bạn, cho riêu nó có chỗ nó bám ha. Mình trồng riêu thấy nó dễ sống lắm, nhưng các bạn nói sao mà trồng không sống à. Riêu các bạn mà trồng, các bạn giữ ẩm tốt thì riêu nó dễ sống các bạn ơi. Riêu mà đâu có gì đâu mà khó sống. Bạn trồng còn giữ ẩm, phun sương thường xuyên á, thì riêu nó phát triển tốt, đâu có gì đâu mà khó sống. Các bạn nói, có các bạn nói sao mà riêu trồng khó sống quá. Đắp vô thì nó chết. Đó. Thời gian thì riêu nó mọc lên các bạn ha. Riêu nó mọc dài ra, bám lên. Thì ok. Thì mình còn một cây nữa mình trồng đây. Mình sẽ đắp thêm riêu các bạn. Đây là mình còn cây nhỏ mình đã trồng lên đó ha. Để vậy đi cho nó cứng.
Thì có màu xanh này ha các bạn ha. Thì mình sẽ phủ hết cái tảng đá này bằng màu xanh của rêu các bạn ha. Mình sẽ trộn với đất đất thịt đó, mình đắp lên. Hết chỗ đắp rồi. Ok các bạn, thì nãy giờ mình đã đắp xong rêu rồi đây. Đó, trồng được ba cái cây ha. Thì ở đây mình trồng một cái cây sâm hương ha. Đó, sâm hương mini đây. Thì rêu mình đắp rồi. Thì một thời gian nữa thì rêu nó sẽ dính, nó phát triển các bạn ha. Thì mấy cái hốc này rêu nó cũng mọc luôn ha các bạn ha. Thì quan trọng là các bạn giữ ẩm, để nước ở dưới cái chậu này các bạn ha. Ở đây cũng có thảm rêu nữa thì nói chung là cũng có màu xanh ha. Ở trên đây cũng có một cái cây sâm hương mini rồi, mình cũng đắp rêu luôn rồi ở trên đỉnh này cũng có rêu ha. Ở đây mình cũng đắp rêu luôn rồi đây có một cây ha, sâm hương luôn. Thì cái nông bộ mini này mình làm ba cây sâm hương nha các bạn ha. Chủ yếu là vẫn là rêu. Thì chủ yếu cái nông bộ này mình dự chủ yếu là để cho nó có một cái màu xanh của rêu phủ toàn bộ cái nông bộ này ha. Còn mình ba cái cây đó là mình trồng chỉ để minh họa thêm thôi ha. Thì chủ yếu vẫn là rêu ha. Thì ok, thì tạm thời là mình chỉ làm vậy thôi các bạn ha. Thì cái này các bạn muốn rêu nó sống tốt á, các bạn hãy thường xuyên giữ ẩm các bạn ha. Các bạn phun sương như vậy nè, tưới thường xuyên ha. Thì rêu nó khi mà nó đã bám rồi, nó đã liên kết được với đá rồi á, thì nó không bao giờ chết, phát triển nhanh lắm. Các bạn cứ để mà nó cục đá mà ta ẩm ướt như thế nè, ta phun tưới thường xuyên như vậy nè, thì rêu nó liên kết được với đá rồi thì nó phát triển nhanh lắm, tốt lắm, không có chết đâu. Thì các bạn biết á, rêu này nó rất là thích, nó rất là hay mọc ở trên mấy cái đá san hô các bạn ha. Thì ok, thì tạm thời là mình chỉ làm được như vậy thôi ha. Thì sau này cái non bộ này nó phát triển á, thì mình sẽ làm một cái clip cho các bạn xem lại ha. Thì mình kết thúc video đây các bạn, rồi chào các bạn nha.
thì mình chỉ mới biết chơi thôi, mình chỉ chơi mới tập chơi thôi, nên những cái đồng bộ này mình làm cũng còn hơi xấu các bạn. Do cái đá mình đục nó cũng hơi xấu, cũng chưa có được tự nhiên mấy, thì mình cũng cố gắng lắm rồi nhưng mà chỉ được vậy thôi. Thì ở ngoài kia mình cũng đang làm mấy cái nông bộ mini nữa, bằng mình làm bằng đá nguyên khối luôn á, đá san hô nguyên khối đó, mình cũng đã đục đã tạo tác rồi nhưng mà cái độ bám ghim nó chưa có, tại vì mình mới đục á, nó còn trắng lắm nên nó còn xấu lắm. Cái này thì mình làm cũng cũng 3 4 tháng rồi đó, nên ghim nó chỉ mọc vậy thôi chứ chưa có được nhiều. Rồi chào các bạn nha.